cái thằng này. Dám làm ướt cái áo của tao à? Mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Dạ anh cởi áo ra đi, có gì em giặt rồi em đưa lại liền cho. Cái đầu của mày bị sao vậy? Tao cởi đưa cái áo cho mày rồi, xíu tao gặp bạn gái tao sao? Vậy thôi bây giờ anh lấy cái áo của em được không? Mày đang giở điên giở khùng hả? Thôi nói nhiều nữa, mày giờ mày đền cái áo này cho tao lẹ. Em mới lãnh lương, em còn như lấy tiền để trị bệnh cho mẹ. Đó là việc của mày, còn việc con chẳng là mày đền cái áo cho tao, hiểu không? Ở cái thằng này mày còn không đi đi, xíu bạn gái tao tới thấy mày sao? Đi. Dạ. Gặp cái gì rồi không? Xin lỗi anh, em đến trễ vì kẹt xe quá. Trời ơi, anh đợi em tới tối cũng được, tới ngày mai luôn cũng được nữa. Tặng em. Cảm ơn anh. Mà em nè, em ở Mỹ mới về đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em có công việc chưa? Em có việc làm rồi anh. Mà lương của em bao nhiêu tháng? Cũng đủ sống thôi anh. Tại vì tính anh rõ ràng. Mà cũng đủ sống là bao nhiêu vậy? Có cần phải trả lời hết không anh? Mình đi xem mắt thôi mà. Có chứ, anh muốn biết tất cả sống và tiền bạc của em. Để anh coi có nên lấy hay không chứ. Em nghĩ là cái này đi coi mắt chứ đâu phải mình đi mua bán gì đâu anh. Chắc em ở bên Mỹ lâu quá nên quên mất phong tục của Việt Nam. Người Việt Nam á phải tìm hiểu nhau rõ ràng, nguồn gốc của nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Được, nếu anh muốn biết thì em sẽ nói cho anh biết. Em mới qua Mỹ, em làm một tháng thì được 300 đô. Không đủ đóng tiền nhà, vì vậy bà chủ nhà đuổi em về Việt Nam đó anh. Nãy giờ tôi nhận câu cho tôi nghi rồi. Vậy mà bà My bà nói á, cô lập công ty ở nước ngoài, còn làm tổng giám đốc nữa. Hóa ra lương 3 cặp 3 đồng, vậy mà cũng đòi ra xem mắt tôi. Thì anh biết rồi đó, bà Mai nào mà không nói vậy để lấy tiền công chứ. Cái thứ rau muống đồng mà tưởng hoa hồng trên đỉnh. Cái thứ đàn ông như anh á, không có giáo dục, nói chuyện với phụ nữ xúc phạm đến như vậy hả? Con bị điên à? Sao con dám mất nước người đâu? Con biết cái áo mắc tiền lắm không? Người như con không bao giờ đủ tiền mà mua được cái áo này cho tôi đâu. Chủ tịch ơi, chị xem ký giúp em cái hợp đồng này với. Ok. Chị em là chủ tịch hả? Đây là số tiền tôi đền cái áo cho anh đó. Anh về mà học làm người lại đi. Em ơi, em đừng có buồn nữa. Em cầm số tiền này về lo cho mẹ em đi. Dạ. Nhiều quá chị ơi, cái này em không dám nhận. Không nhiều đâu, em xứng đáng được nhận mà. Vì em là đứa con có hiếu. Dạ. Cảm ơn chị. Vậy nha, đi về lo cho mẹ đi. Chị đi đây. Cảm ơn chị.